sao? Đó, cô bé chặt rồi. Là ép đế nè Phan Hiệp, ép ra cái đế đó mấy bạn à. Rất là thật nha, ép đế. Rồi cách làm nè, quay quen thêm quy trình sản xuất cho bà đang đó, đó. Em coi này nó làm à, nó quay để nó đế này cho thằng khổng lồ nó mang. Quá người Việt Nam nào mà mang được cái này. Cái tay này, cái tay này. Cái đế dày kiếp. Đây mới đầu nó nhỏ à, mới đầu nó nhỏ kìa, thấy không? Không quay vô cái khuôn nữa nè. Thank you.
đi. Mày nhỏ mày đó mày có thích thích và thì mày lên đấy ép chặt nó nữa này. Yeah, that's a deal.
Rồi. Thôi video tới đây là hết rồi nha.